wifi. Mày lấy tên 3G mày chặt chém ai vậy hả? Thì ba má tôi đặt tên tôi làm sao tôi để vậy chứ tôi có biết đâu. Để cho mấy đứa con nó tên dễ nhớ nên má tôi đặt tên con theo bảng chữ cái nè. Thì G là đứng thứ 10 nên từ đó người ta mới kêu tôi là 3G. Yeah, có 10 anh em mà. Mà chết hết 8 người rồi. Vậy chi còn 10 người. Lúc đó tôi mạnh lắm đó. Tới 10G lận. Lúc đó sống của tôi phủ toàn quốc. Thậm chí dương ra toàn thế giới. Lúc đó wifi không có vé với tôi đâu anh. Anh nói gì kỳ vậy? Cái Trinh thích ai là quyền của Trinh. Anh quá đáng lắm luôn á. Đón xem cặp đôi hài hước được phát sóng lúc 21h thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 bắt đầu từ ngày 7 tháng 3 năm 2018. Hoặc xem đầy đủ chương trình qua ứng dụng THVNLI tại địa chỉ www.thvnli.vn hoặc tải ứng dụng THVNLI trên Google Play hoặc App Store.